Đây là chùa Linh Thiếu, một trong hai ngôi chùa hiện tại Berlin đang có. Chuẩn bị ngủ thì nhỏ bạn thân nhắn tin mai đi chùa không? Cái mừng lắm luôn á, mặc dù là chỉ có thể ngủ được mấy tiếng. Xe ở bên đây á, là thường phải đậu qua hai bên đường như vậy vì không có bãi đậu xe lớn như ở bên Mỹ. Đằng sau chùa có một bãi đậu xe của chùa nhỏ xíu à, chỉ được hơn chục chiếc xe mà thôi. Mình thì tôn kính cả Phật lẫn Chúa, nên ai đó mà chở mình đi chùa hay đi nhà thờ đó là mình chịu liền, mà cũng rất là vui luôn. Hôm nay chợt nhớ tới cái câu mà gì, giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ là đây ha. Chùa Linh Thiếu này á là do sự giúp đỡ của Hồng Thập Tự cũng như là của các Phật tử. Chùa đã được xây cất xong vào năm 2012, có một cái thiết kế rất là đặc biệt ở bên tay phải của điện chính, đó là một ngôi chùa nhỏ, chùa một cột, có cái thiết kế y chang như chùa một cột ở Hà Nội, Việt Nam vậy đó. Đó là ngôi chùa này ha. Và ở đây thì mình rất là thích những cái bụi trúc che, hoặc là cảnh chùa có những cái thiết kế giống như là ở bên vườn của Nhật đó ha, rải sỏi trắng, cát trắng, hoặc là những cái đầm, những cái ao hồ đó là mình rất là thích. Đây là bộ áo dài của nhỏ bạn mua tặng cho mình ở bên Việt Nam, kêu mình gửi số đo mà làm biếng thôi bạn mua luôn. Vậy mà cũng vừa hôm nay mới có cơ hội để mặc á, vui lắm. Đây là sảnh ăn chay của chùa. Trong sảnh thì sẽ có một cái sân khấu để dành cho các cái buổi văn nghệ ha, hoặc là những cái chương trình của chùa tổ chức. Cũng khá rộng. Và một chút thẻ ăn chay. Đấy là trái cây mình mang đến để cúng Phật.
Kẹt quá. Không biết, lúc nãy thì chị nghe giọng sư đang tụng kinh. Chỉ là ngày lễ thường cho nên là chưa có lớn lắm, chùa chỉ bán đồ vậy thôi, bình thường chùa bán nhiều đồ lắm luôn á. Trong đây là có phòng ăn cho đệ tử, nhưng mà hôm nay thì làm gì mình sẽ mua bánh gai này, mua mứt dừa của bé em nhà mình đã đi chùa và nhớ tới bé em nữa, bánh trưng chay, gió hai chị gần đi chùa.